Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, do cái video, cái máy quay phim của tôi nó bị hư, cho nên tôi vẫn mong muốn gửi đến quý vị và các bạn những cái chia sẻ hàng ngày. Không biết là nhớ như thế nào, nhưng hình như đó là cái đam mê của tôi thì phải. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cái video của tôi có tên là Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự. Thưa quý vị và các bạn, thật sự ra thì để nói bắt đầu lại một cái vụ kiện thì theo luân nhà luật á, thì nói là bắt đầu lại thời hiệu thì người ta biết. Còn bây giờ trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta đó, thì tôi sẽ nói như thế này quý vị và các bạn nha. Thời hiệu là gì? Thời hiệu là một cái thời hạn mà theo quy định của pháp luật họ được phép khởi kiện. Ví dụ như tôi nói chuyện đơn giản thôi. Trước đây thì nếu như trong trường hợp ba mẹ chết mà chết quá 10 năm, mình đi kiện thì thông thường mình nghe một cái câu là hết thời hiệu rồi. Trong một cái kiện vay tài sản cũng vậy quý vị và các bạn. Tôi cho ông A vay tiền vào ngày 1 tháng 1 năm 2015. Tôi nói ông A rằng là tôi chỉ cho anh vay có 6 tháng thôi. Tức là nếu không có gì thay đổi thì ngày 1 tháng 6, ngày 1 tháng 7 quý vị ạ, 1 tháng 7 năm 2015 là anh phải trả tiền cho tôi. Tuy nhiên là đến ngày 1 tháng 7 năm 2016 mà thậm chí là tới thời điểm đó luôn, tới thời điểm hiện tại luôn, anh không có trả tiền tôi. Như vậy khi mà cái việc tranh chấp về hợp đồng vay tài sản thì thời hiệu đó là 2 năm. Các bạn thấy không, cái việc cái thời hạn cuối cùng mà anh phải trả tôi là ngày 1 tháng 7 năm 2016, và tính cộng thêm 2 năm là ngày 1 tháng 7 năm 2018, anh phải trả tiền tôi. Mà bây giờ tới năm 2018 còn có mấy ngày nữa quý vị và các bạn. Nếu trong trường hợp không đi khởi kiện ổng thì hợp đồng hết thời hiệu. Thì dĩ nhiên pháp luật bây giờ hiện tại có tranh chấp, đối với tranh chấp hợp đồng vay tài sản trong trường hợp mà khởi kiện mà hết thời hiệu thì vẫn lấy lại số tiền gốc và không có lấy tiền lãi. Như vậy đó quý vị và các bạn, thời hiệu là cái thời hạn mà pháp luật quy định để cho những cái người khởi kiện biết được cái quyền của họ để mà khiếu kiện. Ví dụ như trong trường hợp những cái khởi kiện hành chính là thời hạn là 1 năm kể từ ngày nhận được, trao được hoặc nhận được cái quyết định hành chính. Thời hiệu khởi kiện đối với một cái vụ tranh chấp hợp đồng là 2 năm, nhiều lắm quý vị và các bạn. Hôm nay thì tôi cũng muốn đưa một cái thông điệp đơn giản nhất. Tôi nhớ cách đây vào khoảng 2 tháng, khi mà tôi tham gia một cái vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì tại phiên tòa tôi có thấy anh luật sư đồng nghiệp đang cái lúc mà tranh luận mà quý vị, anh dẫn về hết thời hiệu khởi kiện. Anh cho rằng là, tôi còn nhớ là hợp đồng ký vào ngày 22 tháng 4 năm 2007 thì tới ảnh cho rằng ảnh vận dụng, và ảnh cho rằng tới vào ngày 22 tháng 4 năm 2009 thì hết thời hiệu. Và cái bên tôi á đi tranh chấp mà tới 2015 đi tranh chấp, vậy là hết thời hiệu. Và khi hết thời hiệu vậy thì cái yêu cầu đó không được chấp nhận. Đúng. Thưa quý vị và các bạn, thật ra hôm đó thì tôi cũng rất là toát mồ hôi. Tôi toát mồ hôi và tôi nói
Thật ra thì cái kinh nghiệm chiến trường cho tôi một cái kỹ năng. Vừa nghe anh nói về thời hiệu, tôi lật cuốn luật dân sự, và tôi cũng có một cái vụ về cái việc thừa kế quyền sử dụng đất mà hết thời hiệu đó. Và tôi đã vận dụng ngay một cái điều luật về bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án. Và thưa quý vị và các bạn, tôi đã vận dụng vì tôi nhớ rằng là khi thời điểm mà các bên ký kết hợp đồng á, là ngày 22 tháng 4 năm 2007. Vậy thì tới ngày 22 tháng 4 năm 2009 thì hết thời hiệu. Và anh cho rằng là cái đương sự của tôi, vị khách hàng của tôi không có quyền khởi kiện. Thoát mồ hôi, chết rồi. Nếu trong trường hợp mà mình không tranh luận lại thì rõ ràng mình không thể hiện được bản lĩnh. Mà nói thật với quý vị và các bạn, nếu luật sư mà không tranh luận lại thì ai đỡ với mình được. Rất là may mắn, vừa ngồi vừa luật trong tiềm thức thì tôi cũng có một cái vụ kiện và tôi đã vận dụng cái quy định của pháp luật. Tôi đã vận dụng cái pháp luật của luật dân sự năm 2005. Tuy nhiên thì hôm nay tôi cũng muốn quý vị và các bạn sử dụng cái luật mới nhất của mình là bộ luật dân sự năm 2015. Vì sao tôi muốn quý vị và các bạn đưa cái điều luật điều 157 bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện của vụ án dân sự? Vì thôi cái luật đó thì để khi nào cái thời điểm cách tranh chấp thì mình sẽ áp dụng luật đó. Còn bây giờ hôm nay là vấn đề quy định của pháp luật, cho nên tôi mong muốn gửi cho quý vị và các bạn thông điệp rằng bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện của vụ án dân sự. Thì theo điều của 157 bắt đầu lại thời hiệu của vụ án dân sự thì nó có những 4 trường hợp quý vị và các bạn. Thứ nhất là bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện. Dễ lắm quý vị và các bạn. Trong cái giao dịch mà tôi nói với quý vị và các bạn đó, giao dịch đó chưa hoàn tất, các bên mặc dù đã hoàn tất về mặt hình thức nhưng mà tiền chưa trả hết, đất chưa giao, thì làm gì có chuyện là cũng thừa nhận rằng là tôi bán đất cho ông nhưng mà bây giờ tôi chưa trả tiền hết. Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần. Thừa nhận chứ sao không thừa nhận quý vị? Mình phải thừa nhận rằng là cái việc giao dịch đó chưa hoàn tất. Đó là cái ý số 1. Cái thứ hai là bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện. Cái sự thừa nhận trong cái quan hệ giao dịch rất quan trọng quý vị và các bạn. Họ có thể là cha con, có thể là vợ chồng, có thể là những người dân. Tuy nhiên họ còn đó những cái giao kết bằng hợp đồng, cái giao kết bằng những cái giao dịch dân sự như là hợp đồng vay tiền, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy bán đất, giấy mua đất, giấy mượn nhà. Nhiều lắm quý vị và các bạn, đó là cái những cái giao dịch dân sự đó. Và các bên đã tự hòa giải với nhau. Đúng là các bên tự hòa giải với nhau. Tôi nhớ tôi có đi một cái vụ kiện tranh chấp tài sản chung. Thì tôi còn nhớ là khi mà người bố năm 1997 thì theo quy định của luật thừa kế thì năm 1997 đến năm 2007 thì hết thời hiệu thừa kế. Tuy nhiên tới khoảng năm 2008-09 gì đó, các bên đã mới khởi kiện ở tòa, cho nên nó có một cái văn bản mà tôi nhớ không chính xác, nó là cái nghị định số 02 năm 2004, nghị định về việc hướng dẫn chia tài sản chung. Và tôi cũng đã sử dụng ngay cái gì quý vị ơi, ngay cái biên bản hòa giải tranh chấp ở cấp cơ sở. Trong đó thì tất cả các anh chị em đều thừa nhận rằng
đất này là đất của ba mẹ và chư chia. Thưa quý vị và các bạn, tôi cho rằng cái việc khởi kiện về thời hiệu thì rất là khó đối với một trong các bên. Tuy nhiên rằng là để áp dụng và đưa ra cái vấn đề về thời hiệu là một cái vấn đề mà không phải người dân nào cũng có thể hiểu và vận dụng được. Hy vọng rằng với cái video này có thể chuyển tải cái thông điệp đến cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn có thể hiểu được thêm về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự. Nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn có những cái câu hỏi nào liên quan đến việc thời hiệu khởi kiện vụ án thì quý vị có thể liên lạc với tôi để chúng ta cùng tham khảo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.